Hello các bạn, chị là Thùy Anh, thì chị là đại diện của công ty du học Đức IECS, và đồng thời chị cũng là người sáng lập nên công ty. Trong cái thời gian vừa qua thì có rất là nhiều bạn du học sinh hoặc là tại tất cả các hội nhóm các bạn đều có nhiều câu hỏi thắc mắc hoặc thậm chí là than phiền về việc là các bạn nhận được quá nhiều thông tin và các bạn không biết được là thực tế cái cuộc sống hay là cái việc học của mình tại Đức sẽ như thế nào, có đúng giống như là các trung tâm đã vẽ nên cho các bạn trước khi các bạn sang Đức hay không. Bản thân chị cũng nói qua về cái xuất thân của chị thì từ năm 2004 thì chị đi du học tại Đức và hiện tại là chị vẫn tiếp tục làm việc và sinh sống tại Đức. Trong cái thời gian khá dài là khoảng 16 năm sống tại Đức thì chị cảm nhận được là có nhiều cái điều mà chỉ chính bản thân mình là người trải nghiệm tại Đức thì mình mới hiểu được là nó sẽ khác với lại là cái cuộc sống ở Việt Nam như thế nào. Trước đây thì lúc mà chị bắt đầu đi học thì chị cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ có một cái cơ hội bước chân sang một cái nước Đức mới, một cái nước gọi là giàu có nhất ở châu Âu thì tại sao là mình không thử. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Chứ mình lúc đó là 18 tuổi thì mình cũng không có nghĩ là sẽ gặp rất là nhiều chuyện khó khăn tại vì nó quá khác biệt so với Việt Nam chẳng hạn như thế. Thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay chị cũng muốn chia sẻ với các bạn tất cả những cái thắc mắc của các bạn về cái việc học tập cũng giống như là cái cuộc sống thực tế ở bên Đức này như thế nào. Thì mọi người khi mà mọi người coi livestream ấy, thì các bạn cứ comment đặt câu hỏi xuống dưới thì sau khi chị trao đổi qua cái phần của chị thì chị sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi của các bạn. Mình sẽ đợi một chút, khoảng vài phút để cho mọi người cùng tham gia thì mình sẽ chia sẻ tiếp nhé. Chị đang thấy là có bạn Lê Trung Tính và bạn Hoàng Nghĩa. Có một bạn Rice More Hồng Nguyễn cũng đang theo dõi đúng không? Thì nội dung của cái chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ về những cái thực tế mà các bạn du học sinh ở Đức phải gặp phải khi mà chúng ta học tập ở bên này. Thì chị cũng có chuẩn bị 10 phần. Thì đây là chị nghĩ là bao gồm những cái câu hỏi hay là những cái chủ điểm quan trọng nhất mà rất là nhiều bạn du học sinh thắc mắc. Thì mình sẽ có phần thứ nhất ấy là các bạn sẽ bị gặp khó khăn ngay sau khi mà nhận visa ấy. Thì thường mình sẽ nghĩ là cái việc mình đạt được visa đã là một cái thành công rồi và mọi người rất là vui mừng. Nhưng mà khi mà mình sang ở bên Đức này thì một số trường hợp hay là rất là nhiều trường hợp các bạn lại bị ở trong cái tình trạng là đem con bỏ chợ, đúng không? Thì mình sẽ nói qua về cái phần này. Tại sao có nhiều trung tâm hay là có nhiều tư vấn viên là hứa hẹn với lại các du học sinh là khi mà sang Đức thì các bạn sẽ được ví dụ như là nhập học vào đúng kỳ học này, rồi các bạn sẽ được chăm lo từ A đến Z ở bên Đức. Có nghĩa là khi mà các bạn gặp khó khăn hay là các bạn gặp một cái vấn đề gì đó thì sẽ có người hỗ trợ giúp đỡ cho các bạn. Nhưng mà sự thật thì có phải là như vậy không? À, chị đang nói không phải về phần xuất khẩu lao động mà chị nói về cái cuộc sống học tập và làm việc chung của tất cả các du học sinh ở bên Đức, có nghĩa là du học sinh Việt Nam sau khi sang Đức chứ không phải là chỉ riêng cho cái phần xuất khẩu lao động. Thì các bạn thường hay bị là đấy, như chị nói là sẽ ví dụ như mình sẽ được nhận cái nhà ở không đúng như trong cái hợp đồng của mình. Một số các trường hợp là các bạn ở nhà ở quá xa so với lại cái chỗ học hay chỗ làm của các bạn. Và đến lúc đó thì khi mà các bạn sang Đức rồi thì các bạn mới vỡ lẽ ra là
Tại sao trung tâm cho mình ở chỗ xa như vậy? Nhưng mà bây giờ tất cả mọi thứ đã an bài rồi thì mình cũng không có thể thay đổi gì. Và trong khi mà mình rất là mọi thứ vẫn còn rất là xa lạ, lạ nước lạ cái thì mình cũng không thể xoay chuyển được tình thế trong cái thời gian ngắn nhất. Và các bạn đành phải chấp nhận cái việc đấy. Cái thứ hai, trường hợp thứ hai là các bạn ví dụ như nhiều bạn nhận được cái khóa học tiếng Đức mặc dù là trả tiền rất là cao, từ 4 đến 500 euro một tháng. Nhưng mà người đứng dạy trong cái lớp đấy không phải là người Đức bản xứ và có trình độ sư phạm, mà lại là một người nói giọng Nga chẳng hạn và đã từng sống lâu năm ở Đức. Thì chị đã gặp trường hợp thực tế là các bạn học sinh ở trung tâm khác than phiền là cái phần phát âm của giáo viên không đúng giống như là giọng Đức bản xứ, thì ai sẽ có thể bảo vệ được quyền lợi của các học viên khi mà qua bên này rồi thì các bạn mới phát hiện ra là già mình phải trả một cái khóa học tiếng Đức quá cao cho một cái giáo viên không có chuyên nghiệp. Hoặc là có trường hợp là các bạn sau khi can đây thì các bạn không được nhập học đúng với lại cái kỳ học khi mà ở trung tâm tư vấn tại Việt Nam người ta tư vấn cho các bạn, thì có như sẽ dẫn đến cái hậu quả là các bạn sẽ phải một là tham gia tiếp cái khóa học tiếng và phải đóng tiền, hai là các bạn sẽ mất thêm phần tiền chi phí ăn ở cho cái thời gian bị kéo dài này, thì khi đó thì gia đình mình phải hỗ trợ và nó sẽ phát sinh ra rất là nhiều chi phí và kéo dài cái việc học của mình. Thậm chí cái trường hợp mà tệ hơn là có những bạn là đợi chờ hẳn gần một năm trong thời gian học tiếng Đức tại Đức và các bạn vẫn chưa nhận được cái hợp đồng học cho cái kỳ học tiếp theo. Có nghĩa là bạn không hề có một cái thông tin chính xác gì là khi nào, kỳ nào, tháng mấy các bạn đó sẽ được vào học. Vì thế là có nhiều trường hợp các bạn phải đợi mỏi mòn luôn và các bạn cũng luôn trong cái tình trạng là mình không biết là mình phải chi bao nhiêu tiền nữa để mình đợi cho đến ngày mà mình được đi học và mình được nhận lương trợ cấp. Rồi có một số trường hợp ví dụ như là khi mà người của công ty không có nằm ở bên Đức thì người ta cũng sẽ không thể nào người ta bảo hộ được cho cái quyền lợi của học viên. Chỉ ví dụ như bạn đi làm bạn gặp trục trặc vấn đề với sếp của cái công ty đó thì bây giờ thử hỏi là ai sẽ là người giúp đỡ bạn tháo gỡ được cái rắc rối này khi mà cái tiếng Đức của mình vợ chỉ mới ở trình độ B1 hoặc thậm chí là B2 nhưng bạn cũng không thể nào bạn cãi nhau với sếp của bạn hoặc là để mà giải thích là tôi là người đúng và ngài là người sai. Trong cái việc ví dụ như đồng nghiệp nói là bạn không có chăm chỉ, bạn làm không có đúng nhưng mà thực ra trong cái trường hợp đó bạn lại là người bị hiểu lầm chẳng hạn như vậy. Hoặc là có những trường hợp mà liên quan đến về văn hóa, có thể lúc đó bạn nói người ta không kịp hiểu và người ta đã mặc định là bạn không chấp hành cái nội quy ở đó. Thì trong những cái trường hợp đó thì chính là khi công ty mà có người đại diện ở bên Đức thì chính cái người đại diện đó sẽ hỗ trợ cho các bạn. Nhưng liệu là có bao nhiêu phần trăm công ty hiện tại là có đại diện là người bảo hộ cho các bạn tại Đức? Thì cái việc này nó những cái ý những mà chị đưa ra ví dụ ấy là nó thể hiện là cái việc là tại sao những phụ huynh học viên hiện tại rất là sợ là con em của mình khi mà đi sang du học ở bên Đức sẽ bị rơi vào cái tình trạng là trung tâm mang đi đem con bỏ chợ và phát sinh ra nhiều vấn đề mà phụ huynh không thể nào giúp cho con em mình được. Đấy là cái vấn đề chị vừa mới nói là đem con bỏ chợ đúng không? Đó là cái tình trạng thực tế mà các học viên sẽ có thể gặp phải khi các bạn nhận được visa và các bạn bay sang Đức. Cái trường hợp, cái ý thứ hai mà các học viên hay gặp phải, chị nghĩ là quan trọng sau cái vấn đề mang con bỏ chợ đó là cái phần mà các bạn cảm thấy rất là bị cô đơn và các bạn không thể nào tìm cách để mà giảm được cái stress của mình. Thì cái phần này khá là chị nghĩ là rất nhiều học viên, rất rất nhiều học viên luôn khi mà trong cái thời gian đầu tiên á, đặc biệt là khoảng 3 tháng đầu tiên khi qua Đức
sẽ thường mắc phải, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ thích nghi của bạn đó nhanh hay chậm. Nó phụ thuộc vào cái môi trường của bạn đó, làm có người nhiều người Việt Nam hay không, có nhiều bạn bè khóa trước của bạn đã đi qua đó hay không, rồi nó phụ thuộc vào cái sự lạc quan của mỗi người. Tại sao cái cuộc sống ở bên này ấy, khi mà bạn đang ở Việt Nam ấy, đặc biệt là khi mà mình đang ở những cái thành phố lớn, ví dụ như là Hà Nội hay Sài Gòn, Đà Nẵng, thì mình qua Đức mình sẽ cảm thấy là thực sự là cái cuộc sống ở bên này sao nó lại nhạt nhẽo đến như vậy, nó lại cô đơn đến như vậy. Nó có nhiều lý do để mà một người như chị sống lâu ở đây, chị có thể cảm nhận được, đó là đặc biệt ấy, là nó giống như kiểu thời tiết ở bên này, khi mà các bạn đi qua đây vào mùa đông nhé, thì nó thường sẽ rất là lạnh lẽo và trời nhanh tối, cho nên là khi nào bạn cũng cảm thấy là cái không khí ở bên này nó rất là âm u ấy. Còn bạn nào mà bay vào những đợt tháng 4 đến tháng 9 là vào mùa hè, thì cảnh và thời tiết ở bên này nó khá là tốt và mọi người sẽ có cái thời gian để mà cảm nhận dần dần và làm quen với nước Đức, thì lúc đó mình sẽ dễ thích nghi hơn là những bạn mà sẽ bay qua vào mùa đông. Cái thứ hai là thường các bạn học viên sẽ được sắp xếp là ở ngoài rìa của thành phố hoặc là ở những cái vùng quê của nước Đức, thì vì vậy là cái lượng mật độ dân cư nó sẽ không có nhiều, và nhà cửa san sát, những khu chung cư cao san sát như là ở Hà Nội và Sài Gòn. Thế nên là khi mà mình qua đây mình sẽ cảm thấy là mình cảm thấy là rất ít ít người ấy, so với ở Việt Nam. Thì cái đấy cũng là một đặc tính ở nước Đức, có nghĩa là người dân người ta sẽ sống dàn trải và không có tập trung vào một cái khu đông đúc ở ngay trung tâm, mà thường ở trung tâm chỉ là khu để mà các bạn mua sắm, khu giải trí. Còn thường người ta sống thì người dân người ta sẽ sống ra ngoài, và đặc biệt là những người Đức mà kiểu là người ta có gia đình con cái hoặc là người lớn tuổi, thì họ lại càng sống về những cái miền quê, nơi mà chung quanh thì mình sẽ thấy là có rừng, có thiên nhiên. Thì cái đó là cái đặc điểm khác biệt giữa người Đức và người Việt Nam. Đấy. Có một câu chuyện vui là ví dụ như là cũng cùng ở trung tâm nhá, thì lúc mà chị mới qua thì chị nghĩ là ở cái nhà đó người ta ở xa như thế, có thể là nó rất là rẻ tiền luôn á, nếu mà mình tính về cái vị trí địa lý. Nhưng mà có những cái vùng ở nước Đức mà mình thấy là ở dưới là có sông núi, nhưng mà căn nhà đó trị giá là cả triệu euro. Có nghĩa là ý chị nói ở đây là người người Đức người ta sẽ sống gần gũi với thiên nhiên hơn, và người ta không thường là để mà sống, để mà tận hưởng, thì người ta sẽ không có chọn những cái khu mà quá trung tâm, ồn ào, tiếng tàu xe. Thì cái đó là cái sự khác biệt giữa Việt Nam với Đức. Cái thứ ba là tại sao mà các bạn du học sinh qua đây trong cái thời gian đầu tiên á, cảm thấy buồn. Tại vì mình đi ra ngoài đường mình không có thấy người Việt Nam đúng không? Hoặc là rất là ít người Việt Nam. Chỉ có một số trường hợp, ví dụ các bạn về Berlin chẳng hạn, là về thủ đô, hoặc là bên mạng mà những cái vùng giống như Erfurt, Chemnitz thì có khá là nhiều người Việt, thì mình có thể vào những cái chợ châu Á và mình sẽ được nghe tiếng Việt ở bên tai. Còn hầu như là các cái vùng khác thì sẽ rất rất là ít người Việt Nam. Thì cái đấy cũng là cái lý do mà các bạn khi vừa mới sang đây thì các bạn sẽ cảm thấy là mình buồn và mình nhớ nhà. Thì để làm sao mà mình có thể có động lực để mà mình học tập tại Đức, cũng giống như là mình sẽ sớm thích nghi được cái việc học tập ở cái cuộc sống, nó có thể là nói trong thời gian đầu tiên nếu mà bạn chưa quen thì nó sẽ nhàm chán hơn cái cuộc sống ở Việt Nam. Thì một cái tip là khi mà bạn đi sang Đức á, thì các bạn nên có một cái điện thoại là ít nhất, và một cái máy tính. Tại vì khi mà bạn qua đây thì bạn sẽ được kết nối internet đúng không? Thì ít nhất ra trong những ngày đầu tiên thì
bạn vẫn có thể giao tiếp được với liên lạc với gia đình mình, hoặc là làm những cái thói quen bạn thích, ví dụ như nghe nhạc, xem phim, hoặc là làm YouTuber chẳng hạn như thế, thì mình vẫn có những cái hoạt động để mình có thể giải trí được. Cái thứ hai là khi mà mình sống ở bên này á, thì các bạn nên có một tìm cho mình một cái sở thích riêng, ví dụ một sở thích là khám phá những cái sở thích du lịch đi, thì các bạn thích khám phá những cái thành phố ở bên cạnh nơi các bạn sinh sống hoặc là ở châu Âu, thì mỗi khi mà các bạn có thời gian rảnh thì các bạn sẽ lên kế hoạch cho cái chuyến du lịch tiếp theo của mình, thì đó cũng là một cách để mà các bạn lúc nào cũng thấy hào hứng, có một cái mục tiêu để các bạn học, các bạn làm và các bạn sinh sống tại một cái đất nước xa lạ mà không phải là quê hương của mình. Rồi khi mà mình đi học á, thì các bạn nên tìm cách là kết bạn với các bạn Đức hoặc các bạn nước ngoài, thì cái việc này nó sẽ giúp cho cái tiếng Đức của mình nó sẽ cải thiện một cách nhanh chóng. Mình nên hạn chế nói tiếng Việt nhiều quá. Ví dụ các bạn có thể là sinh hoạt ở nhà có một cái thời gian cụ thể nào đó, các bạn sẽ gọi điện thoại cho bạn hoặc là cho gia đình bạn là tất cả bằng tiếng Việt. Cái đấy cũng ok, nhưng mà ngoài ra, ngoài cái thời gian đó ra thì các bạn nên tập trung thời gian để mà mình giao tiếp, đi chơi, sinh hoạt với lại các cái bạn người Đức để mà mình cải thiện cái tiếng Đức của mình, hoặc là mình xem phim, nghe radio. Rồi có một cái để mà giúp cho mình không có bao giờ bị quá stress là luôn giữ cho cái tinh thần của mình tràn đầy năng lượng, và luôn có cái tính lạc quan, thì cái này phải chỉ có chính bản thân các bạn thì các bạn mới tạo được cho các bạn cái sự lạc quan này thôi, mà không phải là một ai khác cả. Thì trong cái thời gian đầu tiên thì mọi thứ lúc nào cũng sẽ là khó khăn, và mình cảm thấy là mình đôi lúc là mình sẽ bị tủi hả người ta, đúng rồi, kiểu vậy. Khi mà mình thấy ở đây là tại sao mình chỉ có một mình, tại sao mình lại có một cái sự lựa chọn là mình đi khỏi Việt Nam, rời xa khỏi vòng tay bố mẹ mình để mà mình du học ở đây một mình, tại sao mình lại lựa chọn điều đấy. Nhưng mà như chị lúc trước, chị đi từ lúc 18 tuổi, thì chị cảm thấy là nếu như mà lúc nào mình cũng bận rộn với một cái công việc gì đó mà mình yêu thích, ví dụ ngoài việc học ra mình có những sở thích riêng giống như chị nói á, thì mình sẽ thấy là cuộc sống của mình là thực sự là có ý nghĩa. Vì khi mà mình đi ra được một cái đất nước mới, mình cũng sẽ học được nhiều cái văn hóa mới hơn, mình sẽ được nhìn thấy nhiều thứ mới hơn mà có khi ở Việt Nam mình sẽ không có cái cơ hội làm việc đó. Thì chị nghĩ là các bạn cũng nên tận dụng cái tuổi trẻ của mình, cái thời gian của mình một cách có ích nhất. Cái phần thứ ba là mọi người cũng hay hỏi là liệu ở Đức có an toàn hay không? Thì bản thân chị thì chị thấy là ở Đức khá là an toàn. So với ở Việt Nam mình thì giống như là mình đi ra ngoài đường thì mình cũng không có hề cần là phải cướp điện thoại vào cốp xe chẳng hạn như thế, mà chị vẫn có thể là chị cầm túi xách dung nhăng ở ngoài nhưng mà không hề sợ bị người ta móc túi chẳng hạn. Đó là ở trong phố nha. Còn nếu như mà mình đi chơi buổi tối thì thực ra là mình cũng hạn chế đi chơi ở những cái chỗ khu vắng vẻ quá. Còn bình thường thì 9 10 giờ bên Đức cũng các bạn sẽ không có thấy nhiều người ngoài đường nữa, nhưng mà ở đâu cũng có đèn điện sáng và mình cảm thấy là khá là an toàn. Nhất là những cái thành phố ở bên phía Tây Đức, mạn Tây Đức thì nó sẽ kiểu sạch sẽ và nó như ta ha, ót nung hơn là ở bên mạn phía Đông Đức. Thì những cái năm gần đây ý, thì cũng là do cái lượng dân nhập cư quá nhiều và không có công ăn việc làm, ví dụ như ở những vùng Berlin hoặc những vùng Đông Đức á, thì cũng xảy ra những cái trường hợp là móc túi của khách du lịch, hoặc là những khi mà bạn đi ra ngoài mà bạn không cẩn thận thì bạn cũng sẽ có thể khả năng bị mất đồ, nhưng mà nó không kiểu là táo tợn giống như kiểu Việt Nam là bạn ngồi trên xe máy thì cũng có người chạy qua giật giỏ của bạn.
mà có thể là chỉ là bị móc túi bình thường thôi, thế nên là mọi người cũng cẩn thận, nhưng mà không không có đến nỗi là thành phố nào cũng như thế. Dạ thì còn tàu xe thì đối với những cái tuyến chính ấy, ở trong thành phố lớn ấy, thì các bạn cũng vẫn có tàu xe đi đến 2-3 giờ sáng. Dạ rồi, nếu như mà trong trường hợp mà mình bị một cái vấn đề gì đó và mình cần cái sự trợ giúp thì mình nên gọi điện thoại vào số nào? Dạ thì chị nghĩ là cái thông tin này ấy, thì các bạn trước khi mà sang Đức thì các bạn cũng nên tìm hiểu trước, và thậm chí là ghi vào sổ tay của mình ấy, nếu như mà chẳng may mà mình vẫn chưa nhớ được cái số để mà mình gọi điện thoại. Thì ở Đức có 3 số điện thoại bạn cần gọi khi mà bạn cần người trợ cấp cấp cứu cho bạn. Đó, số đầu tiên là số 112. 112 thì mình sẽ gọi trong trường hợp nào? Khi mà các bạn xảy ra tai nạn thì các bạn sẽ gọi 112 này. Khi mà bạn thấy cháy hoặc là nhà bạn bị cháy thì bạn cũng sẽ gọi 112. Thường thì các cái khu nhà ở của bên nước này thì người ta cũng gắn chuông báo cháy. Có nghĩa là khi mà mình cái lượng khói ở trong nhà nó quá cao so với yêu cầu thì cái chuông nó sẽ mặc nhiên kêu lên. Dạ, thế nên là các bạn nấu ăn các bạn cũng phải cẩn thận. Thường là nếu như mà chị hay nướng hay là chiên cái gì mà nó lỡ bị bốc dầu dầu lên á thì phải mở cửa ra ngay lập tức. Còn nếu không thì nó sẽ bị hú hết cả một tầng luôn. Dạ, và gây ra giật mình đó. Thì khi mà mình bị unfall, bị tai nạn này, khi mà mình bị cháy hỏa hoạn thì mình sẽ gọi số 112. Và trong trường hợp mà mình bị đe dọa đến tính mạng, có nghĩa là ví dụ như là bạn đi ngoài đường và bạn cảm thấy là bạn bị ai theo dõi, bạn cảm thấy là liên quan đến cái tính mạng của mình thì mình cũng có thể gọi số 112. Cái số thứ hai ở Đức mà mình phải nhớ là số 110. 110 là số để mà mình gọi cảnh sát. Trong trường hợp nào thì mình sẽ gọi. Ví dụ như bạn tương tự, nếu mà bạn gặp bị nguy hiểm, bạn bị ai đó đe dọa thì bạn sẽ bấm số 110. Hoặc trong trường hợp là bạn nhìn thấy một cái sự việc gì đó mà bạn muốn thông báo cho cảnh sát. Ví dụ như bạn nhìn thấy là một cái người đi xe, người ta đang đậu xe vào và quẹt vào cái xe đã đậu trước sẵn ở đó, và bạn nhìn giống như bạn là nhân chứng, bạn nhìn thấy cái việc đấy thì bạn cũng sẽ gọi 112 để thông báo cho cảnh sát biết là bạn đã nhìn thấy cái sự việc đó hoặc là bạn đã chứng kiến cái sự việc đó. Cái số thứ ba mà các bạn cần nhớ đó là số 116, 117. 6 chữ số này mình sẽ bấm chung với nhau. 116, 117 là những cái trường hợp mà khi mà bạn cần bác sĩ giúp đỡ bạn. Những trường hợp mà nguy hiểm nhưng mà chưa đe dọa đến tính mạng thì bạn sẽ gọi vào số 116, 117 thì sẽ có bác sĩ đến và họ sẽ cấp cứu cho mình. Còn trong trường hợp mà mình gọi không được hoặc là mình vẫn có thể đủ tỉnh táo để mà mình có người nhà đưa vào trong bệnh viện ấy. Những cái trường hợp nguy cấp ấy, thì các bạn cứ đi xe thẳng vào trong bệnh viện, vào ở cái phần cấp cứu thì người ta cũng sẽ tiếp mình. Ok, cái đó là về cái phần an toàn. Mọi người, chị thấy có mọi người cũng vào xem, mọi người có đặt câu hỏi ở dưới không? Thì tí nữa chị sẽ trả lời cho các bạn. Cái phần thứ tư mà chị thấy là các bạn cũng hay hỏi là thực tế các bạn sẽ gặp cái vấn đề gì nữa ở Đức, thì đó là phần ngôn ngữ. Phần ngôn ngữ có nhiều, không phải là nhiều mà là hầu hết, đại đa số hầu hết học sinh Việt Nam khi mà sang Đức trong thời gian đầu tiên thì rất là khó khăn về ngôn ngữ. Khó khăn thì chị nghĩ là cái chuyện này cũng là chuyện dễ hiểu. Tại vì cái tiếng Việt của mình nó khá, cái hệ thống, cái cách dùng nó cũng khá khá so với lại tiếng Đức. Thế nên là khi mà mình qua bên này, cái việc mà ngay cả là cùng một cái câu, một cái ngữ cảnh, nó có thể là mình cũng sẽ bị hiểu sai nghĩa.
Cái thứ hai nữa là khi mà mình học ở trên lớp á, thì thường người Đức người ta sẽ không có xem mình là người người châu Á, mà mặc nhiên người ta cũng sẽ nghĩ là bạn biết tiếng Đức, và người ta sẽ giảng bài giống như là người ta đang giảng bài cho người Đức. Vì cái này nó có hai lý do. Cái thứ nhất là nếu như mà người ta giảng chậm quá thì cái tiến độ bài của bạn nó sẽ không đi kịp so với lại giáo trình. Cái thứ hai nữa là cái này cũng tùy thuộc vào giáo viên. Có một số giáo viên á, thì người ta rất là nét, có nghĩa là người ta rất là tử tế, người ta rất là dễ thương, thì người ta cũng sẽ điều chỉnh một chút cái tốc độ để cho nó chậm và mình có thể theo kịp một phần nào đó. Chị nói là một phần nào đó thôi, còn không 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 bao giờ mà mình có thể hiểu được 100% như người Đức. 50% quả đã là nhiều rồi ấy. Thì cái phần ngôn ngữ này thì thực ra là các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái vốn kiến thức càng nhiều càng tốt ở Việt Nam. Rồi các bạn sẽ khi mà qua Đức đó, các bạn phải cố gắng, có nghĩa là cố gắng hòa nhập. Mình đừng có nghĩ là người ta nói mình không có hiểu và người ta sẽ tỏ ra là người ta khinh mình. Ý là những cái bạn học cùng, các bạn đừng có bao giờ các bạn có cái cảm giác như thế cả. Nếu như mà các bạn có cái cảm giác như thế là chính bản thân các bạn làm cho các bạn càng ngày càng đi xuống và không có khả năng để mà vươn lên nữa. Chị cũng có nghe các cái bạn học viên của chị tâm sự là ví dụ như là em làm ở trong lớp, em làm việc nhóm thì giống như kiểu người Đức, người ta ngồi người ta nói chuyện với nhau thôi, còn người ta không có nói chuyện với mình, thì em cảm thấy là giống như kiểu tụi nó khinh em, tụi nó không có muốn em tham gia vào trong nhóm đó, nó cũng không có cần em phải hỏi hay là đóng góp ý kiến gì cả, mà nó nói với em là nó sẽ chuẩn bị tất cả và em chỉ làm cái phần ABC này thôi đấy. Thì em cảm thấy rất là buồn và em nghĩ là từ lần sau em sẽ không bao giờ em chọn nhóm có cái bạn là người Đức để mà em cùng tham gia. Thì ở cái vấn đề này á, chị thực ra chị cũng là người chị trải qua thời gian rất là dài chị học với sinh viên Đức, thì chị hiểu được là cảm giác của các bạn khi các bạn mới qua đây, các bạn học chung với các bạn Đức như thế nào. Thì chị cũng nói với học viên của chị là thực ra các em đừng có tự ti hay là mặc cảm về cái vấn đề đó, mà các em phải nghĩ là khi mà các em không hiểu hoặc là người ta nói nhanh quá thì các em phải yêu cầu người ta nói chậm lại. Có thể là em nói bạn ấy nói chậm lại thì người ta sẽ lặp lại cái câu trả lời cho mình một cách chậm rãi nhưng mà với thái độ không có vui vẻ gì. Thì thực ra là cái này là mình phải hiểu là cái chuyện đấy cũng rất là bình thường ấy. Vì khi mà người ta cứ lặp đi lặp lại một cái việc hoặc là một cái đoạn câu giống nhau thì người ta cũng cảm thấy là không thoải mái. Bản thân là như vậy, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ kiên trì của mỗi người. Thế nhưng cũng không phải là mình nhìn thấy như vậy và mình phán xét là người ta không có thiện chí với mình. Thực ra cái đó là hai cái vấn đề khác nhau. Thì chị nói là học viên của chị là các em cứ hỏi lại bạn một lần nữa, hoặc là nếu như không có đủ giờ ở trong lớp thì các bạn có thể là rủ bạn về nhà học chung, hoặc là các bạn có thể hỏi vào giờ ra chơi chẳng hạn như thế. Và các bạn khi mà các bạn hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì cái người mà người ta nói chuyện với mình ấy, bạn học cùng với mình, người ta sẽ hiểu ra được một vấn đề là thực ra là mình rất là muốn hòa nhập với lại cái việc học, với cái cuộc sống của các bạn ở bên Đức. Mình rất là muốn điều đó, chẳng qua cái mà hạn chế của mình hiện tại là vấn đề về ngôn ngữ. Và mình đã tỏ thái độ, tỏ cái thiện chí của mình là mình muốn học và mình yêu cầu người ta nói chậm lại. Thì đến một lúc nào đó khi mà em lặp lại cái câu hỏi của em là bạn ơi bạn có thể nói chậm lại được không, khoảng 5 lần hoặc thậm chí là 10 lần đi, thì dần dần người ta sẽ hiểu là à, thực ra bạn ấy là người nước ngoài và bạn ấy không có thể nào hiểu kịp nếu mà mình nói quá nhanh như cái ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn đó. Thì đến một lúc nào đó người ta sẽ nói chậm lại và tự nhiên mình sẽ thấy là à, té ra là mọi thứ nó không có kiểu tồi tệ giống như mình nghĩ. Nếu như mà mình lúc nào mình cũng kiểu là chủ động một chút trong cái việc học của mình. Còn cái giải pháp thứ hai á là chị cũng nói các bạn là
Các bạn cũng có thể là mời bạn nó đi uống cà phê chẳng hạn, hoặc là về nhà mình ăn uống. Tụi Tây nó rất là thích ăn đồ Việt Nam nhỉ. Thì cái này cũng là một cái để mà các bạn có thể làm quen với bạn mới. Thì khi mà có một cái mối quan hệ gần hơn, bạn mời bạn đó về nhà thì bạn hãy tâm sự với cái người bạn học cùng là thực ra tao rất là thích nước Đức chẳng hạn như thế, nhưng mà tao cảm thấy là tao bị khó khăn trong cái vấn đề là tao không thể nào hòa nhập được, tao không có thể hiểu được bài trên lớp. Thì nếu mà có gì thì mày hãy giúp đỡ tao, rồi nếu mà tao hỏi có nhiều lần đi chăng nữa thì mày có cảm thấy phiền không chẳng hạn như thế. Thì khi mà người Đức người ta là bạn của bạn thì người ta sẽ rất là mở lòng, và chị nghĩ là đến những cái lần tiếp theo họ sẽ sẵn sàng là họ giúp đỡ bạn, và người ta sẽ không có cảm thấy là cái việc đó là việc phiền toái nữa. Thì đó là một trong những cái mà mình nên nghĩ là mình là một người ở nước khác đến, tại sao mình không cởi mở với họ trước mà mình lại đòi hỏi là họ phải cởi mở với mình. Cái chuyện này nó tương tự giống như là một cái học sinh ở Việt Nam ở tỉnh đi lên Hà Nội hay là Sài Gòn học, thì các bạn cũng sẽ thể hiện, nếu các bạn là dân Sài Gòn, dân Hà Nội, các bạn cũng sẽ thể hiện là dân ở tỉnh lên sao nó nhà quê thế, sao nó nói giọng khác mình. Các bạn ban đầu các bạn cũng không thích chơi, nhưng dần dần nếu như các bạn thấy là à thực sự bạn đó là một cái người tốt, là một cái người có thiện chí, thì đến một lúc nào đó thì bạn hiểu ra điều đó thì bạn cũng sẽ sẵn sàng bạn giúp đỡ bạn ở tỉnh lên thôi, đúng không? Thì khi mà mình đi Đức thì mình cũng là giống như là dân ở tỉnh lên học ở trên thành phố vậy, nên là chị nghĩ là mình nên chủ động, và khi mà mình chủ động thì mình sẽ đạt được nhiều cái thành công hơn, và cái đó là cái mà chị nghĩ là mọi người sẽ mong đợi, và gia đình tụi em cũng mong muốn là tụi em có thể hòa nhập ở nước Đức nhanh nhất. Cái phần đó là cái phần ngôn ngữ. À, kể một chút về cái chuyện học ngôn ngữ. Thực ra hồi trước là chị cũng có thời gian học tiếng 6 tháng lên đến B2, nhưng chị cũng không đi học ở trên lớp, chị cũng không có hiểu, thực sự là cũng không có hiểu bài. Thì ban đầu tiên cũng cảm thấy rất là buồn, và có thể là nó là một cái áp lực khá lớn đấy, tại vì giống như là mình không có học được thì mình cũng sẽ lúc nào đó mình cũng sẽ bị về Việt Nam thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện dễ hiểu đúng không ạ? Thì nhưng mà cũng chả lúc đấy cũng không có nhiều người Việt Nam đi học ở cái trường đấy, thì cũng chả biết là phải làm như thế nào, thì cứ cứ học thôi. Thì chị nghĩ mà khi mà mình học hết đi cái phần nào không hiểu mình cứ bỏ qua, xong rồi mình cứ coi bài tiếp tục, có nghĩa là mình vẫn cứ duy trì cái việc học của mình một cách đều đặn như thế. Thì khi mà học đến hết kỳ 1, có nghĩa là 6 tháng thì đầu tiên, thì bắt đầu là chị sẽ hiểu ra được là té ra là lúc trước những cái bài học đầu tiên là cô đã dạy về cái vấn đề đó, vấn đề kia, và sau đấy thì mình có một cái nền tảng rồi thì mình sẽ học được những cái kỳ tiếp theo nó dễ dàng hơn. Cái đó là cái phần về vấn đề ngôn ngữ, thì hầu như ai cũng sẽ gặp khó khăn như nhau thôi. Có người bạn gặp khó khăn nhiều, có người gặp khó khăn ít, nhưng mà chị nghĩ là cái sự nỗ lực và cái cách đón nhận cái sự việc của mình, giống như là mình phải mở lòng với những cái bạn học cùng mình, mở lòng với giáo viên, mình mở lòng với cái ngôn ngữ mới, thì mình sẽ thay đổi được cái việc là mình không không học được, hoặc là mình nghĩ nó khó quá. Dạ. Cái vấn đề thứ năm mà các bạn hay hỏi chị là làm sao cái việc chi tiêu ở Đức nó như thế nào, mình có đủ nếu như mà các bạn du học nghề thì được nhận trợ cấp, thì các bạn có đủ khả năng chi trả cho cuộc sống của mình ở bên Đức hay không, và cái số tiền mà 30 triệu cho lương của các cái du học sinh nhận được trợ cấp nghề thì có đúng là như vậy hay không. Thì chị cũng cũng muốn phân tích một chút. Cái thứ nhất là tất cả các cái mức lương trợ cấp hay là lương chính thức của người lao động hay là du học sinh học nghề tại Đức thì thường trong hợp đồng lúc nào cũng là lương trước thuế.
có nghĩa là chưa bao gồm thuế và bảo hiểm. Khi mà các bạn nhận được lương, nhìn như lương trên hợp đồng thì các bạn phải trừ khoảng, đối với du học sinh, thuế bậc 1 thì các bạn sẽ trừ khoảng 15% là cho phần, cái thứ nhất là phần bảo hiểm sức khỏe của các bạn. Cái thứ hai là phần renter, là cái phần lương hưu, cái phần về hưu của mình. Và cái thứ ba là phần thuế, thì mình sẽ trừ khoảng 15% thì mình sẽ nhận được cái mức lương thực của mình. Các bạn có thể là dùng có cái phần mềm mà tự tính ở online, thì mình sẽ search là lương từ brutto sang netto kỳ hạn, thì mình sẽ nhập cái mức lương của mình vào, và tùy theo cái Steuer Klasse, có nghĩa là bậc thuế của các bạn là bậc mấy. Bình thường đối với sinh viên, học sinh và du học sinh học nghề là bậc 1, thì và bạn ở bang nào thì bạn sẽ nhận được cái kết quả chính xác nhất là sau khi trừ thuế và bảo hiểm lương của bạn sẽ là bao nhiêu. Thì bình thường ấy, các bạn có thể tưởng tượng là cái mức chi phí ở Đức so với Việt Nam cho những cái phần tối thiểu, cái thứ nhất là ăn uống, cái phần thứ hai là đi lại, chi tiêu mua sắm những cái tối thiểu, ví dụ như là áo quần chẳng hạn, thì nó tương đương với lại ở Việt Nam. Ở Đức thì chỉ có mức cái tiền nhiều nhất là cái tiền thuê nhà của các bạn. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 300 euro đến 350 đối với các cái thành phố lớn, và từ 200 đến 250 đối với các cái thành phố nhỏ, hoặc là tùy vào cái độ lớn nhỏ của phòng của các bạn. Bảo hiểm thì mình sẽ đóng một nửa, và Arabic giver có nghĩa là người mà người ta gọi là cái gì ta, Betrif, cái công ty mà bạn đang làm, người ta sẽ đóng cho bạn một nửa nha. Thì mình ở Đức chỉ có cái phần tiền nhà là phần nhiều nhất. Phần ăn uống thì mình sẽ rơi vào khoảng tầm 100 đến 150, tùy theo là cách của các bạn ăn uống hoặc chi tiêu như thế nào. Ngoài ra thì mình sẽ có mức khoảng 45 đồng tiền vé tàu, cứ cho là 50 đồng tiền vé tàu nếu mà các bạn đi theo vé tháng của học sinh du học nghề. Còn các bạn mà sinh viên học đại học thì mình cũng sẽ có vé theo kỳ. Tính ra là vé tháng với vé kỳ của học sinh ấy thường khá là rẻ, các bạn có thể đi tất cả các thành phố mà chung quanh đó. Có nghĩa là mình sẽ mất khoảng tầm trung bình là 300 cho tiền nhà, 100 đến 150 cho tiền ăn, có nghĩa là khoảng 450, và khoảng 50 đồng tiền vé tàu là 500, và còn khoảng 50 đồng còn lại là bạn sẽ chi tiêu cho những cái thứ linh tinh mua sắm của mình là 550. Thì đây là cái mức mà 500 đến 550 là cái mức sinh hoạt phí trung bình của các bạn du học sinh Việt Nam tại Đức, nếu mà các bạn biết chi tiêu một cách tiết kiệm nha. Thì đối với du học sinh học nghề, ví dụ chị đang nói là điều dưỡng đi, thì ở bên Đức là khoảng 1.100 cho năm đầu tiên, thì các bạn sẽ cầm tay khoảng 900, chưa tính thời gian các bạn làm thêm. Thì 900 trừ cho 550 là các bạn còn 350, thì cái tiền này là cái tiền dư của mình, thì mình có thể là gửi về biếu bố mẹ, hoặc là mình có thể là tiết kiệm cho những cái đợt đi du lịch của mình ở châu Âu chẳng hạn như thế. Thì các bạn có thể thấy là nếu như mà mình biết cách chi tiêu ấy, thì thực ra cái việc mà các bạn tiết kiệm ấy cũng không có phải là quá khó. Mình cái suy nghĩ nếu mà các bạn đi học để làm giàu thì cái suy nghĩ này là sai, nhưng nếu mà các bạn đi học để mà các bạn có thể là trong cái thời gian học các bạn có thể là trả lại cho bố mẹ cái phần tiền mà bố mẹ đã đầu tư cho mình, để sau đó bố mẹ cho em của các bạn đi học tiếp theo chẳng hạn, thì là cái điều rất là khả thi. Thế nên là tại sao hiện tại là nhiều bạn chọn cái chương trình du học nghề Đức là vì vậy, vì khi mà trong thời gian các bạn học thì các bạn cũng sẽ nhận được cái trợ cấp luôn, và cái phần trợ cấp này thì là mình sẽ đủ chi tiêu cho việc sinh hoạt của mình, và ngoài ra thì mình còn dư khoảng 300, 350 euro một tháng. Cái cách để mà mình có thể mà chi tiêu một cách tiết kiệm nhất á, thì theo kinh nghiệm của chị là khi mà mình đi chợ chẳng hạn, đi chợ hàng tuần ấy, là mình nên có một cái checklist. Mình đừng có bao giờ mình mua, mình thích cái gì mình mua cái đó, thì lúc nào cái tiền lúc mà mình ra cashier mình trả tiền ở siêu thị lúc nào nó cũng bị lố cả. Mà mình phải có một cái checklist là ví dụ như trong tuần này mình sẽ nấu những cái món gì, mình sẽ cần những cái gì,
và bạn đi chợ bạn chỉ mua đúng những cái thứ đó thôi, và bạn chia ra là ok trong một tháng có 4 tuần thì mình sẽ chỉ mua một tuần là chừng đó budget và gồm những món này dạ. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà nhận lương thì các bạn nên chia ra làm 4 khoản. Cái thứ nhất là cho vấn đề ăn tầm 100 đến 150. Cái thứ hai là sẽ bỏ khoảng 50 euro cho cái việc chơi, có nghĩa là chi tiêu mua sắm hoặc là đi party với bạn bè. Còn nếu mà bạn nào có nhiều ngân sách hơn thì các bạn có thể bỏ nhiều hơn. Cái này không có, là tùy theo mỗi người. Cái thứ ba là cho vấn đề học. Nếu như mà bạn nào muốn sau khi mà mình học xong mình sẽ có một cái kế hoạch học thêm cái gì đó chẳng hạn, thì mình có thể đầu tư vào vấn đề này. Hoặc là tiền cho học thì có thể là mình sẽ đầu tư vào điện thoại, đầu tư vào thiết bị máy tính hoặc là bất cứ một cái gì đó. Thì mình cũng phải có một cái khoản phòng hờ ra để nếu mà chẳng may mà máy của mình bị hư thì mình có thể đổi được. Cái thứ ba là cái thứ tư là tiền tiết kiệm. Ví dụ như bạn nghĩ là mình cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ mình chẳng hạn, hoặc là mình phải có trách nhiệm để cho em của mình cũng có cơ hội để đi học, thì mình sẽ bỏ ra mỗi tháng là khoảng 300 tiền tiết kiệm. Thì đây cũng cần, mình cần phải có một cái sổ chi tiết á, thì mình mới kiểm tra được cái phần mà chi tiêu của mình. Nếu như mà mình không có ghi chú lại, mình không có tính toán, thì thực ra là đến cuối tháng có những bạn là xài hết luôn và cũng không biết là tại sao mình xài, mặc dù là cũng không thấy mua sắm gì lắm nha. Cái tip tiếp theo là mình sẽ canh cái đồ sale. Thì ở bên này mùa sale thì đồ áo quần, giày dép nó rất là rẻ, thậm chí là rẻ hơn nhiều so với Việt Nam, và là đồ hiệu. Hoặc là ví dụ như là có những cửa hàng mà người ta sẽ đóng cửa, người ta sắp đóng cửa, đóng luôn á, thì thường là giảm rất là nhiều, từ 70 đến 90%, giống như người ta cho không không để người ta đóng những cái cửa hàng đó lại. Đặc biệt là trong cái mùa corona này, ví dụ như đợt vừa rồi là có chuỗi Carrefour, là cái khu mà nó có rất là nhiều chuỗi mà mua sắm ở Đức, thì tại vì dịch nên là người ta phải đóng lại, thì hầu như là tất cả các mặt hàng người ta đều sale 70-90%. Thì những cái lúc này thì các bạn cũng có thể là mua đồ sale để dành về cho bố mẹ hoặc là cho bản thân chẳng hạn như thế. Và để mà tiết kiệm thì các bạn không nên mua, hạn chế mua sắm những cái không cần thiết. Có nghĩa là đừng bao giờ mà mình đi shopping mình nhìn thấy cái gì mình thích cái là mình mua, mà mình nên giống như tháng này mình có tiền thưởng thì mình có quyền là mình mua cho mình một cái đồ gì đó mình thích, hoặc là mình tháng sau mình lại làm thêm giờ thì mình sẽ để tiền đó cho việc đi chơi vào cuối năm chẳng hạn như thế. Nhưng lúc nào mỗi khoản chi tiêu của các bạn cũng nên tự sắp xếp cho mình và ghi ra rất là chi tiết thì mình mới có được cái khoản dư của mình nhé. Ok. À, có một tip nữa là nếu như mà mọi người đi du lịch ở châu Âu tính ra rất là rẻ, rẻ hơn cả đi du lịch ở Việt Nam. Cái này là cái chị đã trải nghiệm. Nếu mà các bạn đi du lịch ở châu Âu và các bạn biết sắp xếp cái thời gian của mình, cũng giống như là biết canh giá vé rẻ ở trên các cái trang Skyscanner, Billiger Ticket. Nó có rất là nhiều trang thì mình sẽ xem được những cái tuyến đi chơi trong châu Âu từ Đức, ví dụ từ Frankfurt, Berlin, đến một cái địa điểm nào đó, ví dụ như Barcelona, Madrid, hoặc là thậm chí đi Anh. Nhưng mà đi Anh thì mình cần phải có xin visa, hoặc là cũng rất là rẻ là đi Thổ Nhĩ Kỳ, rất là đẹp, rất là rẻ, Spanien, Bồ Đào Nha. Hoặc là ở Đức mình cũng có thể là đi du lịch bằng bằng xe hoặc là bằng tàu bus gì qua Pháp chẳng hạn, qua Paris rất là gần luôn, và thỉnh thoảng là các cái vé bus đấy các bạn có thể là đi. Hồi xưa chị có đi một cái tour là đi từ Manhattan sang Paris, thì mình sẽ đi chạy buổi đêm, lúc đó là đi sang tới đó thì mình sẽ là đón giao thừa ở bên đó, thì mình sẽ có bus đi đêm và mình qua bên đó mình chơi đúng ngày giao thừa, xong rồi sau đó thì đến sáng hôm sau chơi xong thêm một ngày nữa thì đến đêm người ta lại chở mình về. Dạ, có nghĩa là bạn cũng không mất tiền khách sạn để mà bạn phải ở lại. Thì hình như lúc đó cách đây là cũng chị nghĩ là 50-60 euro á, rất là rẻ luôn. Dạ,
Thì nếu như mà mình muốn đi theo kiểu Tây ba lô, mình có thể là mình rủ cùng bạn bè cùng nhóm mình đi theo, vừa vui vừa tiết kiệm. Hoặc là nếu mà đi trong nước Đức thì các bạn có thể là mua vé tàu cuối tuần. Vé tàu cuối tuần thì mình có thể dùng cho năm bạn. Năm bạn thì năm bạn nó sẽ chia nhau ra, thì mỗi bạn chỉ tầm khoảng 5 đến 7 euro cho tất cả các phương tiện giao thông tại Đức trong một ngày. Thì nếu như mà mình thích đi du lịch đó, với lại là mình có một cái kế hoạch dự định sẵn, thì các bạn có thể đi du lịch khắp tất cả các nước châu Âu trong cái thời gian 3 năm các bạn học, và không có hề tốn kém đâu. Bây giờ cái phần mà các bạn hay hỏi nhiều, có nghĩa là cái phần hòa nhập, liệu cái việc mà hòa nhập ở Đức nó có khó khăn hay không, người ta có kỳ thị mình hay không, thì như chị nói cái phần ở trên mình cũng có nói qua, cái việc khó khăn trong ngôn ngữ thì đó cũng là một cái để mà rào cản mà mình cảm thấy là mình khó khó hòa nhập được, thực sự là như thế. Thì cái này nó do yếu tố bản thân mình là chủ yếu. Tại giống như là người ta nói là nhập gia thì phải tùy tục, nếu như mà mình vào trong một cái gia đình mới thì mình cũng phải thích nghi, và khi mà mình sang Đức cũng như thế. Thì nếu như trong tâm các bạn nghĩ là mình vẫn muốn duy trì cái việc học tập của mình cũng muốn sau khi học tập xong thì mình sẽ được làm việc tại Đức và có cái cơ hội để định cư ở lại, thì cái việc hòa nhập chỉ là việc sớm muộn thôi, thì tại sao mà mình lại không không cố gắng nhanh nhất như có thể để mà mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình ở đây nó có ý nghĩa và nó sẽ dễ dàng hơn. Thì khi mà bản thân bạn có cái mục tiêu như vậy, bạn trải lòng là như vậy, thì bạn sẽ thấy là thực ra là để mà hòa nhập với lại ở cuộc sống ở Đức thì nó cũng không hẳn là quá khó. Nói như vậy nhưng cũng không có nghĩa là bạn có thể hòa nhập được 100%. Tại vì thậm chí là giống như là bản thân chị là sống 16 năm ở Đức, nhưng mà chị cũng vẫn, có nghĩa là chị vẫn nhìn thấy được là giữa người Đức và người Việt Nam, cái cách đối xử của họ đối với mình trong một vài trường hợp nó vẫn là bị phân biệt. Thì trong những cái trường hợp mà các bạn bị phân biệt ấy, một là nếu như các bạn thấy là cái việc đó nó nhỏ quá, bạn muốn bỏ qua thì thôi mình sẽ không có nói đến. Nhưng nếu như mà bạn thấy là cái việc đó nó tổn hại đến bạn và nó đụng chạm đến cái quyền lợi cá nhân của bạn, thì bạn cứ nói thẳng với người đấy là tôi nghĩ cái điều của bạn nói là không đúng với lý do ABC. Và thực ra ở Đức á, cái nhân quyền nó rất là lớn. Và có cái luật pháp bảo vệ nhân quyền của mình. Thế nên là khi mà bạn nghĩ là cái việc này nó rất là slim, nó rất là tồi tệ và bạn phải nói ra cái việc đấy, thì bạn thậm chí bạn cũng có quyền nói luôn với họ là tôi không có đồng ý với cái việc của bạn kỳ thị tôi như thế và tôi sẽ báo cảnh sát. Thì khi mà mình nói là mình ăn sai rồi mình báo cảnh sát, thì cái người lúc đó người ta biết là mình biết cái luật đó và người ta sẽ không bao giờ người ta dám đụng chạm đến mình. Thì cái này là một trong những cái mà các bạn có thể là tự vệ, để mà bảo vệ bản thân mình. Còn đối với chị thì trong một số trường hợp nếu mà nó không có slim quá thì thôi chị cũng egal, chị cũng không có để ý nữa. Phần thứ bảy là phần sốc văn hóa. Mọi người có câu hỏi gì không? Phần sốc văn hóa. Thì chuyện sốc văn hóa là chuyện rất dễ hiểu, và chắc chắn là chị nghĩ là ai cũng sẽ gặp cái vấn đề này thôi khi mà các bạn sang Đức lần đầu tiên hoặc là trong một vài tháng đầu tiên. Thì cái lúc mà chị sang đây thì lúc trước là chị chưa học tiếng Đức tại Việt Nam mà hoàn toàn là chị sử dụng tiếng Anh thôi. Thì khi mà trong thời gian đầu tiên chị sang đây thì cái sốc văn hóa đầu tiên là mình đi ra đường, mình muốn hỏi đường đi đến một cái chỗ nào đó mà mình nói bằng tiếng Anh không ai hiểu chưa. Lúc đó cũng không hiểu là người ta không hiểu hay là người ta cố tình không hiểu hay là người ta không muốn trả lời mình, chỉ đơn giản là như vậy. Thì thôi lại quay về nhà và ở trong nhà vài ngày, vì lúc đó là cũng sợ bị đi lạc á, vì mình đi ra ngoài đường mình cảm thấy là sao bây giờ mình
hỏi, người ta không có chỉ cho mình. Thì cách đây mười mấy năm là như vậy, còn hiện tại thì chị nghĩ là cũng không đến nỗi như thế, nhưng mà nếu mà mình hỏi thì chắc là mình nên hỏi những cái bạn mà sinh viên hoặc những cái bạn trẻ, mình cảm thấy trẻ thì chị nghĩ là cái việc đó sẽ cởi mở hơn là mình hỏi những cái người lớn tuổi. Thì người lớn tuổi ở Đức người ta cũng không, trừ những cái người mà người ta làm kiểu là cũng văn phòng hay là làm về giáo dục, còn bình thường người ta cũng không có nói tiếng Anh đâu. Thế nên là đây là kinh nghiệm mà các bạn nên hỏi các bạn trẻ. Cái thứ hai là ở Đức này có một cái là trên tàu hoặc xe thỉnh thoảng các bạn sẽ bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, cũng không hiểu là tại sao người ta lại nhìn chằm chằm vào mình. Thì cũng đôi lúc là mình cũng phải tự thế hôm nay mình lại ăn mặc kỳ quái quá hay sao, hoặc là họ nhìn thấy có cái gì đó lạ ở trên mặt của mình. Hay là cái này không phải là chỉ đối với người lớn, mà thậm chí là khi mà chị đi với con chị thì hồi xưa thỉnh thoảng cũng bị. Hay là mình có một cái hành động gì đó mà người ta đã nhìn mình từ trước khi mà mình lên tàu chẳng hạn như thế. Thì trong một số cái trường hợp như vậy thì mình phải làm cái gì? Các bạn biết làm sao không? Thì mấy cái lần như vậy á, mới đầu tiên thì chị còn ngại, nhưng mà những lần sau thì chị nghĩ là khi mà mình nhìn lại chằm chằm vào họ thì mình sẽ biết được là người ta đang nhìn mình vì mình bị một cái vấn đề gì đó. Và đúng là như vậy, khi mà mình nhìn chằm chằm vào họ thì cũng có lúc người ta rất là dễ thương, người ta nói là tôi thấy, ví dụ tôi thấy con bạn dễ thương nên tôi nhìn vậy thôi. Nhưng mà thực ra nhiều khi là cái đó là cái mà mình cảm thấy ở Đức này mình cũng không có thích ai nhìn và ai chằm chằm cả, và người Đức với nhau người ta không nhìn chằm chằm, nhưng mà cũng có những cái trường hợp đó xảy ra đó. Cái thứ ba mà gặp khi mà ở Đức, sốc văn hóa. Sốc văn hóa không phải đối với người Đức mà sốc văn hóa đối với người Việt Nam. Cái này thì nói không biết là có đụng chạm ai không, nhưng mà cũng có trường hợp đó xảy ra. Có nghĩa là một số người Việt Nam người ta sẽ rất là giữ khoảng cách đối với mình trong cái lúc mà ví dụ như là mình đi ngoài đường, mình cần cái thông tin gì đó ở một cái thành phố đó mình hỏi. Đại đa số thì là khi mà người Việt Nam người ta nghe tiếng Việt thì người ta sẽ rất là tận tình, người ta chỉ. Nhưng mà cũng không tránh được một số trường hợp là bị lơ. Thì cái này là chị đã bị lâu lâu rồi, nhưng mà cũng có như thế. Rồi mình sẽ bị sốc văn hóa vì mình thấy là tụi mình ở, mình học cũng rất là lâu, nhưng tại sao lại không có đứa Đức nào thực sự là người bạn thân của mình. Thì cái này là cũng dễ hiểu á, tại vì người Đức người ta cũng như là ta, cái thứ nhất là nó lạnh lạnh, cái thứ hai là người ta cũng có xếp bạn, giống như là có một câu chuyện là người ta sẽ xếp bạn vào một trong những cái ngăn ở trong trái tim của bạn. Có thể đối với người này thì họ xếp bạn vào cái chỗ mà xa cái trung tâm của trái tim bạn nhất, thì người ta rất là kiểu hời hợt với mình luôn á, người ta không có trời ơi, vừa nhìn thấy bạn Khánh lên hỏi ai đi trời. Thì đang nói chuyện là người Đức người ta rất là tính cách rất là lạnh, thì cái này là đại đa số là như thế. Thế nên là để đi học mà bạn có được một người bạn thân là người Đức ấy, thì rất là khó luôn. Nhưng nếu mà bạn làm được việc đó thì bạn đã thành công rất là lớn. Vì khi mà kiểu chị cũng có một số vài người Đức là không phải là bạn đồng tuổi mà là lớn hẳn lên, nhưng mà người ta rất là kiểu thân thiện với mình và các gia đình rất là thân thiết với nhau. Thì khi mà mình thân thiết với họ thì những cái gì mà mình muốn hỏi, mình cần hỏi, họ đều chia sẻ hết. Cái đó là cái hay của người Đức, có nghĩa là họ không bao giờ họ giấu giếm bạn một cái gì. Đương nhiên là không phải chuyện cá nhân, nhưng ý là chuyện về kiến thức xã hội, về những cái gì mà hay người ta biết được thì nếu như mà bạn hỏi người ta cũng sẽ trả lời, người ta không bao giờ người ta giấu cái vấn đề đó hết. Nên là làm bạn
kết thân với người Đức cũng cũng khó khó để mà thân, để mà bạn có một cái đứa bạn thân mà bạn cùng rủ nó đi ăn nhậu như kiểu Việt Nam thì là khó rồi. Nhưng mà bạn có thể là thân ở mức vừa phải để bạn có thể là hỏi bài được từ nó. Bạn có thể gọi WhatsApp hoặc Zalo khi mà bạn cần một cái thông tin gì đó, hoặc chỉ đơn giản là bạn nói là hôm nay xe tao bị hỏng, mày có thể qua đón tao được không, thì tụi nó cũng sẽ sẵn sàng giúp. Hoặc là tao chuyển nhà, mày có thể hỗ trợ tao được không, kiểu kiểu như vậy. Với lại ở Đức thì nó cũng sẽ ít hoạt động vui chơi hơn ở Việt Nam. Thực ra ở Đức này chị thấy là vui nhất là khi chị được đi du lịch, đi chơi, đi du lịch là chị thích nhất. Còn ngoài ra thì về hoạt động ăn uống này, hoạt động vui chơi, những cái giống như kiểu karaoke nó cũng rất là ít, người Đức người ta không có hát karaoke. Hồi xưa thì sinh viên á, các bạn cũng có karaoke nhưng mà là của Thái, có nghĩa là những người Thái người ta mở ra, hoặc là cũng có một số nhà hàng Việt Nam người ta mở ra thì đến hát ké thôi. Còn người Đức hình như người ta không hát karaoke, người ta thấy mình hát là người ta cảm thấy rất là ồn ào luôn á. Thì ở Đức thì các bạn chỉ nghĩ là chỉ có đi du lịch thôi. Và ở Đức thì rất là ít món ăn ngon. Trời ơi, các bạn hỏi tối nào cũng bị dạ hút thuốc à. Ok, cái đó là phần hôm nay mình nói bị lố giờ, chị sẽ nói nhanh. Cái tiếp theo mà các bạn sẽ gặp khó khăn khi trong thời gian đầu tiên ở Đức đó là thủ tục giấy tờ. Thủ tục giấy tờ nếu như mà mọi người biết làm thì cũng rất là dễ nhá. Có nghĩa là các bạn cũng sẽ không bị bắt chẹt giống như ở Việt Nam, hay các bạn phải dúi tiền thì họ mới làm, mà họ làm theo đúng nguyên tắc thôi. Nhưng mà tại vì nó đúng nguyên tắc quá, thế nên là nhiều khi là bạn mà không đúng nguyên tắc, có nghĩa là bạn bị thiếu một cái gì đó mà trong cái thời điểm đó bạn chưa có thì chẳng hạn, thì người ta sẽ mời bạn về nhà và lần sau lại tiếp tục lên. Thì cái việc đó nó rất là tốn thời gian cho mình. Chị ví dụ một trường hợp vừa rồi thì đi đi làm cái gì ta, học sinh của chị đi làm thẻ ngân hàng. Đi làm thẻ ngân hàng thì sau khi các giấy tờ chị đã chuẩn bị xong hết thì các bạn chỉ lên và nộp cho chỗ ngân hàng thôi. Có nghĩa là mình ký tên mình nộp bản chính thì thường là người ta sẽ nhận của mình, và sau đó thì vài ngày sau người ta sẽ gửi thẻ ngân hàng cho mình. Nhưng mà khi mà làm thẻ ngân hàng thì một là người ta phải đòi là mình đã amendung tại Đức, có nghĩa là đã đăng ký hộ khẩu tại Đức. Cái thứ hai là phải có mã số thuế. Mà trong cái thời điểm corona thì rất là hên xui, có nghĩa là ở thành phố nhỏ thì amendung hộ khẩu rất là nhanh, ở thành phố lớn thì phải đợi thêm in lịch rất là lâu. Và nếu như mà đợi lịch lâu như thế thì nếu đeo làm đúng theo trình tự tất cả các giấy tờ của ngân hàng đó, thì coi như mình không đủ điều kiện rồi, vậy là không mở được thẻ ngân hàng, đúng không? Thì thường nếu như mà mình đến mình tự làm đó, là mình sẽ bị người ta đuổi về và người ta hẹn lại, đợi cho khi nào bạn đủ giấy tờ thì người ta mới làm. Nhưng mà nếu như mà đi cùng với chị thì chị vẫn có thể nộp được giấy tờ, và những cái gì thiếu thì sau đó chị sẽ bổ sung sau, có nghĩa là người ta vẫn ra thẻ cho mình để mình có thể là mình sử dụng trước. Đó là chuyện thủ tục ở Đức, một trường hợp. Trường hợp thứ hai là vừa rồi là các bạn đi amendum thì người ta không cho amendum, người ta đuổi về. Người ta đuổi về vì người ta nói là mày vừa mới xuống máy bay một ngày, sao hôm nay mày lại đi amendung hộ khẩu, như vậy lỡ bị corona rồi mày phải về cách ly 14 ngày rồi như thế này như thế kia. Thì nhưng mà đâu, bình thường là Việt Nam là bây giờ là không có nằm trong diện là phải cách ly 14 ngày corona nữa. Nhưng nếu như mà bạn không biết những cái luật đó thì khi gặp một cái người mà người ta làm ở văn phòng á, người ta chỉ biết những cái trường hợp thông thường thôi cho người Đức thôi, mà người ta không biết là người nước ngoài, hoặc người ta cũng không quan tâm là bạn đến từ nước nào, có nằm ở trong vùng bị cách ly hay không, thì người ta đuổi bạn về thì bạn phải về thôi, thì coi như là mình lại bị mất thời gian. Thì cái đó là việc thủ tục giấy tờ. Bởi vậy tại sao mà có mấy cái hội sinh viên, hội du học sinh Việt Nam tại Đức thì thường là các bạn cũng hay hỏi những cái câu hỏi trên đó, là trong trường hợp này mình phải làm như thế nào, hoặc là trong trường hợp này mình có gia hạn được visa hay không chẳng hạn như thế. Thì những bạn nào mà có kinh nghiệm đi trước thì các bạn sẽ giải đáp cho mọi người. Bởi vì vậy thì mình cũng nên tham gia vào các cái hội nhóm á, và mình cũng chủ động mình tìm hiểu thêm những cái thông tin để khi mà mình cần thì mình cũng có thể là mình tự giải quyết được vấn đề của mình một cách nhanh nhất.
Cái thứ 9 sắp hết rồi, mình chỉ có 10 nội dung thôi, là làm sao để mà kiểm soát được thời gian. Việc kiểm soát thời gian, nhiều bạn học sinh hỏi chị là bây giờ nếu như mà mình đi học như thế thì mình có thời gian để đi làm thêm hay không? Nếu như mà mình không có thời gian mình đi làm thêm thì coi như các bạn sẽ không kiếm được thêm thu nhập. Vấn đề thứ nhất là nếu như mà các bạn biết sắp xếp thời gian á, thực ra các bạn cũng vẫn đi làm thêm được. Thì để mà cái người chủ người ta chịu sắp xếp cái công việc cho mình vào đúng cái thời điểm mà mình trống thời gian để mình có thể làm và mình kiếm thêm thu nhập, thì cái đó cũng là một nghệ thuật. Thì khi mà các bạn đi làm những cái buổi đầu tiên á, chị ví dụ nha, là ví dụ như các bạn học điều dưỡng hoặc là nhà hàng khách sạn đi, thì các bạn muốn kiếm thêm thu nhập mà các bạn làm phục vụ ở trong những quán restaurant của người Việt Nam, thì tại sao khi mà chủ hỏi là các bạn trống ngày nào thì các bạn nói là chứ các bạn cũng chưa biết các bạn trống ngày nào nữa, tại vì tháng này thì các bạn trống cuối tuần mà tháng sau các bạn không trống cuối tuần nữa, thì người ta rất là khó xếp lịch cho các bạn. Thế nên là khi mà mình đi làm á, cái lúc mà thời gian mình nghỉ hè chẳng hạn, có nghĩa là mình sẽ có nhiều thời gian nghỉ hơn và mình có thể đi làm xuyên suốt, thì các bạn hãy cố gắng làm tốt cái công việc của mình. Khi mà các bạn làm được việc cho người người chủ, và cái thứ hai nữa là các bạn như nào ta, có nghĩa là các bạn gây được thiện cảm cho cái người sếp ở chỗ đó, thì người ta cũng sẽ hiểu là bạn là học sinh sinh viên và bạn cũng cần kiếm thêm thu nhập, và người ta sẽ tạo điều kiện cho mình. Thì hồi xưa lúc mà chị đi làm thì chị cũng sẽ hay đổi buổi với các bạn khác để mà tận dụng cái ngày mà mình rảnh, thì mình có thể là mình được đi làm, hoặc nếu mà mình không sắp xếp được nữa thì các bạn cứ giữ cái mối quan hệ đó, và khi mà các bạn lấy urlaub, có nghĩa là lấy kỳ nghỉ của các bạn, ví dụ như 2 tuần hoặc 3 tuần, thì các bạn sẽ đi làm full time trong thời gian đó, thì các bạn cũng kiếm được kha khá. Thì ở bên Đức này tối thiểu các bạn cũng nhận được 8 đến 10 euro một giờ, ngoài ra thì mình sẽ được thêm tiền tips chẳng hạn nếu mà mình làm việc trong restaurant. Hoặc là ngoài ra là dễ nhất là các bạn xin những cái chỗ mà các bạn đang thực tập á, tăng thêm giờ làm cho các bạn, thì người ta cũng sẽ tính thêm lương cho mình. Thì cái đó là cái dễ nhất, thì các bạn không có phải sắp xếp thời gian của mình gì cả. Nhưng mà trong cái năm học đầu tiên ấy, thì nói chung là các bạn nên hạn chế đi làm, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả học tập khi mà cái tiếng Đức của mình nó vẫn còn chưa có tốt, và mình cũng vẫn chưa quen với lại cái việc hòa nhập tại Đức. Thế nên bắt đầu từ năm thứ hai thì khi mà các bạn vững rồi thì các bạn có thể là đi làm thêm, thì cái đấy nó vừa trau dồi tiếng Đức, nó vừa tăng cái kỹ năng mềm của mình, và nó vừa không có hạn chế cái thời gian nhàn rỗi của các bạn, vì các bạn sẽ không có bao giờ cảm thấy là bị buồn chán quá mà mình còn kiếm được thêm thu nhập. Ok, cái thứ 10. Cái này là nội dung cuối cùng của ngày hôm nay. Hôm nay chị nói bị lố giờ. Ở Đức có những trường hợp nào mà mình bị mất tiền ngu? Bị mất tiền ngu ở đây có nghĩa là các bạn chả biết là các bạn đã làm cái gì, nhưng mà một ngày nào đó thì các bạn nhận được thư rechnung, phiếu đóng tiền của một cái công ty nào đó gửi đến, và nhiều khi là cái số tiền lên đến 4 chữ số chứ không phải là 3 chữ số nữa, có nghĩa là 1-2 ngàn hoặc thậm chí là hơn. Thì những cái này bình thường nếu như mà mình không có trải qua rồi, thực sự ra là cũng rất là khó, khó để mà tránh. Trường hợp thứ nhất các bạn có thể bị mất tiền ngu, đó là trong trường hợp là các bạn dùng ở bên Đức này, khi mà mình ở trong một cái nhà nào đó thì bạn đều phải trả tiền radio. Radio là nghe đài đó, nghe đài xem tivi. Khi mà bạn amending vào một cái địa chỉ nào đó thì tự automat là bạn sẽ gửi được rechnung của Rundfunk, Deutsche Rundfunk về, là tiền radio. Thì nếu như mà trong nhà đó bạn chỉ ở một mình thôi thì bạn mặc nhiên bạn phải đóng. Cứ mỗi một căn hộ thì bạn sẽ chỉ phải đóng một lần thôi. Thì nếu như mà bạn ở trong VG thì bạn phải hỏi là có ai đã đóng chưa, thì mình sẽ chia share cái tiền đó. Và nếu như mà bạn ở một mình thì bạn phải đóng. Bạn không được phép làm ngơ bất cứ một cái hóa đơn nào ở trên nước Đức này. Tại vì khi bạn không đóng lần 1 thì sau ví dụ 1 tháng đi, bạn sẽ nhận được một hóa đơn lần 2 cộng
bằng giá trị của tiền lần một cộng với lại manum, có nghĩa là tiền mà tiền phạt, tiền nhắc nhở là bạn chưa đóng. Và nếu mà bạn vẫn tiếp tục bạn không đóng thì bạn sẽ được nhận được fresh num, manum lần thứ hai, lần thứ ba, và có thể là sau đó bạn sẽ bị kiện ra tòa. Nên là mọi người ở Đức này, tất cả mọi hóa đơn ấy là bạn phải kiểm tra rất là cẩn thận. Nếu như mà sai thì bạn phải liên hệ lại với lại cái chỗ mà người ta gửi cái hóa đơn cho bạn, và bạn xác minh lại là cái này tôi không sử dụng và bị sai. Nhưng mà thường ở Đức là rất ít khi nào mà người ta gửi hóa đơn sai. Trường hợp thứ nhất là tiền radio, nếu như bạn không đóng thì sẽ có thể bị phạt, và nó sẽ cộng dồn từ năm này qua năm khác, và cuối cùng cái hóa đơn nó rất là nhiều. Cái trường hợp ngu thứ hai mà có thể bị mất tiền đó là tiền các bạn download phim ảnh hoặc bất cứ một cái gì ở trên mạng internet liên quan đến bản quyền. Thì ở Việt Nam á, thì các bạn hay làm cái việc đó đúng không? Nhưng mà ở Đức thì là mỗi lần mà bạn mà vi phạm vào cái việc bản quyền á, là nếu như bạn bị phát hiện là bạn bị phạt rất là nặng. Thì có một số học sinh không phải của chị, nhưng mà trên trên các hội nhóm cũng đã đăng bài là các bạn có khi bị phạt từ 2.000 đến 5.000 euro cho cái việc là bạn đã tải một cái bộ phim ở trên cái đường link nào đấy và bị dính bản quyền. Và khi mà mình làm việc đó thì mình không hề biết, mình xem xong hết rồi thì mấy tháng sau thì mình mới nhận được cái resnum. Thì khi mà bạn nhận được resnum này thì tốt nhất hết là bạn phải trả tiền. Nếu như bạn không trả tiền thì bạn cũng sẽ bị manung, và manung thì tiền càng ngày nó sẽ càng tăng lên, hoặc thậm chí là bạn phải trả thêm cái tiền tòa án nữa. Thế nên là mọi người nhớ là đừng có download hay là xem bất cứ một cái phim gì liên quan đến bản quyền tại Đức, thì mọi người nhớ cẩn thận nhé. Trường hợp thứ ba bị mất tiền ngu, trường hợp thứ ba bị mất tiền ngu là trường hợp các bạn đi cố tình đi tàu lậu vé ở Đức. Gọi là Schwarzfahren, có nghĩa là đi đen, là đi lậu. Hiện tại luật ở Đức là nếu như các bạn đi vé tàu không không có giá trị, có nghĩa là bạn đã mua vé tàu rồi nhưng mà bạn không bấm vào trong cái máy dập thẻ, thì nếu như mà bạn bị xui mà bị kiểm tra thì bạn cũng bị mất tiền 70 euro cho một lần. Hoặc là các bạn mà học nghề, nếu như mà bạn đi cầm cái vé tàu nhưng mà không có cái thẻ ASUBI, có nghĩa là không có thẻ học sinh hoặc sinh viên đi kèm á, thì coi như cái của bạn cũng không có giá trị. Thì khi mà người ta bắt bạn ấy, thì bạn có thể là bạn khai là bạn để quên cái thẻ ở nhà thì bạn chỉ bị mất 7 euro thôi. Nhưng nếu mà bạn không khai là bạn bị quên mà là bạn không có thẻ hợp pháp, ví dụ như bạn mượn thẻ của người khác chẳng hạn, thì bạn sẽ bị mất là 70 euro. Trường hợp nào bị mất tiền ngu nữa ta? Trường hợp có thể bị mất tiền ngu nữa là các bạn đừng bao giờ các bạn điền vào bất cứ một cái, điền và ký tên bất cứ một cái thông tin của mình vào trong một cái giấy hoặc là một cái formula nào mà các bạn không hiểu là cái nội dung của nó là cái gì. Ví dụ như là cũng có thể là trên internet luôn á, người ta sẽ thỉnh thoảng nó có những cái pop-up nó nhảy ra, xong rồi ví dụ như là bạn đạt trúng thưởng gì đó, xong rồi bạn bấm vào và sau đó bạn điền tất cả các thông tin của mình vào, bạn accept, đồng ý những cái điều lệ của nó mà không hề đọc, thì bạn cũng có thể khả năng là bạn sẽ bị trả tiền cho một cái dịch vụ nào đó. Thì khi mà người ta gửi hóa đơn về, người ta chứng minh được là bạn là người sử dụng máy tính đó và đã bấm vào chấp nhận cái hợp đồng đó, thì bạn sẽ bị mất tiền. Và thường là cái hợp đồng lúc nào nó cũng sẽ kéo dài ít nhất là 12 tháng, 12 tháng. Thì như vậy coi như mình sẽ bị mất tiền trong cả cái khoảng thời gian đó, và mình phải đợi hết 12 tháng thì mình mới renew được, có nghĩa là mình mới hủy được cái hợp đồng đó. Thế nên là ở Đức này các bạn đừng tùy tiện điền hay ký tên vào bất cứ một cái hợp đồng gì hay là bất cứ một cái giấy tờ gì mà bạn không hiểu. Khi mà bạn không hiểu thì bạn nên liên hệ với lại người mà hỗ trợ bạn ở đầu bên Đức để bạn có thể hỏi kỹ thông tin hơn trước khi là mình làm sai. Ok, đó là cái phần mà hôm nay chị chia sẻ với các bạn về cái việc khó khăn cũng giống như là cái cuộc sống ở bên Đức này của mình nó như thế nào. Cuộc sống bên Đức này nó có màu hồng giống như các bạn nghĩ hay không, nó có cô đơn hay không,
Nhưng mà bản thân chị thì nếu mà chị thấy khi mà mình đã sống quen rồi thì mình sẽ thấy là cái cuộc sống ở bên nước này thì thật sự ra nó rất tốt, nó rất tốt về không khí, về giáo dục, về tất cả mọi điều kiện xã hội. Nó chỉ có là nó buồn hơn ở Việt Nam. Nhưng mà khi mà bạn có bạn bè cùng sống chung, bạn có một cái môi trường cộng đồng của mình, bạn có những cái sở thích cá nhân của mình, bạn có cái thời gian, bạn không có nhiều thời gian để mà bạn suy nghĩ và bạn buồn chán nữa, thì bạn sẽ cảm thấy là cái cuộc sống ở nước hiện tại của bạn ấy, nó sẽ thời gian nó trôi qua rất là nhanh, và nếu mà bạn không làm đúng cái plan của bạn thì mọi thứ nó sẽ bị fall by ấy. Thế nên là như chị sống quen rồi, chị lại thích ở bên nước hơn là ở Việt Nam, đặc biệt là không bị nóng quá, chỉ hơi lạnh thôi. Ok, chị mở xem được các bạn có câu hỏi gì không? Nếu như mà các bạn không có câu hỏi là chị sẽ dừng ở đây. Mọi người có câu hỏi không ạ? Chị sẽ xem thử xem các bạn hỏi cái gì nhé. Chị ơi, tải sách PDF linh tinh hay in sách không có bản quyền có bị mất tiền mua mà. Cái việc mà các bạn tải sách PDF cho cái việc sử dụng cá nhân của mình, nếu như mà trên cái trang đấy người ta cho mình tải, có nghĩa là vẫn hợp pháp. Nhưng nếu như mà bạn tải hoặc là bạn copy sách gốc, ví dụ sách tiếng Đức đi, mà bạn copy ra xong mà bạn để mà bán lại á, đó là như vậy là vi phạm bản quyền, và nếu mà người ta biết là bạn có thể là bị phạt rất là nặng. Ok. Thì đó là một vài nét về cái cuộc sống ở bên Đức. Thì chị hy vọng là với cái bài chia sẻ của chị thì các bạn cũng sẽ một phần nào đó các bạn hiểu hơn là cuộc sống của du học sinh ở bên Đức như thế nào. Mặc dù là hiện bây giờ chị không có phải là du học sinh nữa, nhưng mà chị nghĩ là cái thời gian mà chị đã từng trải qua thì cũng sẽ giống như là các bạn bây giờ hay là sắp tới những bạn mà chuẩn bị sang Đức du học. Trong cái thời gian đầu tiên thì đương nhiên là lúc nào nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà nếu mà mình đã vượt qua cái khó khăn đó rồi thì mình sẽ thấy là không có cái gì có thể là ngăn cản được mình cả. Thực ra là mình sống ở đâu, vui hay buồn, bản thân vẫn là do mình nhiều nhất. Có nghĩa là mình phải biết được là cái mục tiêu của mình cuối cùng là mình muốn cái gì. Mình muốn có một cái cuộc sống ổn định, hay là mình muốn học hỏi thêm được một cái nền văn hóa mới, hay là mình muốn có được những cái trải nghiệm mà những người khác ở Việt Nam không có. Thì cái đó chính là cái động lực để cho các bạn có thể là các bạn vượt qua được cái thời gian đầu khó khăn của mình. Khi mà các bạn vượt qua hết rồi, các bạn nhìn lại, các bạn sẽ thấy là trong cái thời gian cho dù các bạn có về hay các bạn ở, thì chị nghĩ là bất cứ một cái du học sinh, một người du học sinh nào hay là cựu du học sinh đi chẳng hạn, thì cũng đều thấy được là cái thời gian mà mình ở Đức thực sự là nó xứng đáng, và mình đã có rất là nhiều trải nghiệm, và cái đấy là cái kinh nghiệm sống mà mình không có mua được luôn. Thì ok, mình sẽ khép lại cái livestream ở đây. Bạn nào mà có câu hỏi gì liên quan đến cuộc sống ở bên Đức hoặc là cái chương trình học ở bên Đức thì các bạn có thể là các bạn inbox trực tiếp cho chị. Thì nick Facebook của chị là Anna Lê. Các bạn, chị sẽ để cái nick Facebook của chị tag ở trong cái bài nói này, hoặc là mọi người có thể là inbox vào fanpage hoặc là comment xuống dưới cái phần này, thì chị lần sau chị sẽ tóm tắt lại tất cả các câu hỏi của các bạn và chị sẽ trả lời cho các bạn. Ok, chúc mọi người một buổi tối chủ nhật vui vẻ. Slap good.